Hello, bạn chào tất cả em nha. Và hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em chơi và tải xếp Oggy. Ok. Link mình sẽ để ở bên dưới nha anh em. Đây, giờ mình sẽ bật YouTube lên. Mình sẽ để phần dưới mô tả. Đây. Anh em mình để bên dưới mô tả nha anh em. Đây. Đó, anh em chỉ việc bấm vô. Và anh em download về thôi. Thấy không anh em? Nó thể hiện gì, anh em chỉ cần download về là anh em có thể chơi được rồi. Ok. Anh em download về. Và anh em vào mục download đó, anh em giải nén nha. Anh em giải nén mục Sikaogi 8.1 này ra thành Sikaogi 8.1 này nha. Ok. Giờ anh em bước 1, chạy CDK. Yes. Rồi, ok. Bước 2 cũng chạy CDK này. Chạy cả hai cái luôn. Xích lên là mình đã cài sẵn rồi. Giờ chỉ việc vào game thôi. Nick VIP anh em. Đây. Nick VIP nha anh em. Đó. Giờ mình sẽ vô nè. Cần cho C trước đi cho chắc ăn nha. Đó. Bắt là 1 á. Bắt đầu nè. Giờ chỉ việc vào game mà chơi thôi. Khỏi phải lo gì hết. Đó, số 1 nha anh em. Số 1 nha. Lúc động mới vô full màn hình hơi khó chịu. Đó, kho đồ chất cho người chơi. Anh em cứ vào anh em trang bị thôi. Ok, giờ mình sẽ vô bắn luôn. Ok, nó đang chạy game á. Có thấy không anh em? Khi vô game nó sẽ để màn hình như thế này nè. Anh em chỉ việc chờ anh em tải về và anh em chơi. Giờ đó nó sẽ như vậy nè, nhanh lắm. Mình thấy nó cũng đau lót vậy nhanh lắm. Cỡ chắc cũng có 10 phút hay là 15 phút gì đó thôi. Giờ mình sẽ làm mới cái màn hình. Rồi ok. Rồi nó vào này. Thấy không anh em? Đó, lúc mới vào là hơi lắc nha anh em. Đó, mới vào là hơi lắc thôi chứ không phải là nó lắc đâu, game nó lắc đâu. Chờ tí để đứng im nè. Rồi. Đó anh em. Anh em phải cầm hết tất cả súng ra. Anh em lướt chuột hết tất cả súng nha. Số 1 đến số 4 luôn. Anh em phải chọn hết. Rồi bây giờ chỉ có việc bắn thôi. Clip sau mình sẽ làm về cái này nha anh em. Con hàng này mình cũng chưa giờ mình xài nè. Nghe cũng mới. Mình chưa giờ được test nó. Giờ mình sẽ vô đây mình test nó. Ui. Hết sọt vàng. Ôi ghê vậy trời. Quẩy nào. Ui dồi, mất giáp rồi. Liếm được cái giáp mới ghê. Con cần thi này, cận 90 luôn. Rồi. Nó sợ mình vừa mới móc dao ra nó sợ rồi. Đi. Đó. Rồi, cái này không được rồi. Thôi, đi ra đi. Ừ. Rồi. Và thôi, bye bye nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Bye bye.